Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile nha các bác. Thì cái con này nó khá là đặc biệt. Thì trước đây ấy, nó không phải là màu trắng như này đâu. Trước đây ấy, cái nắp lưng của nó là màu xanh nha các bác. Nhưng mà tại vì nó vỡ rồi, cho nên em phải thay cái nắp lưng khác. Và nhân tiện thì em thay luôn cái nắp lưng màu trắng. Thì em biết là các bác thích cái màu trắng hơn. Đó. Và cái bản này nó cũng có một đặc biệt hơn nữa. Đó là cái bộ nhớ trong của nó là 256GB nha các bác. Thì RAM vẫn 8GB thôi, chip vẫn là chip 865 nha các bác, pin vẫn là 5000. Thì tại sao lại có những cái bản mà kiểu như là 256 đặc biệt như này? Tại vì các bác biết rồi, V60 nó là chùm cuối của LG rồi, cho nên nó có rất nhiều cái bản phiên bản thử nghiệm tùm lum hết, cho nên là nhiều khi là anh em cũng chẳng biết được đấy là nó như nào. Nó phổ biến bây giờ chỉ là bản T-Mobile hoặc là bản version thôi. Đấy, cho nên là cái bản 256 này nó rất là đặc biệt. Và tí nữa em sẽ test tất cả các chức năng rồi test cả số email cho các bác xem nhé. Thì giới thiệu sơ qua với bác là đây là bản T-Mobile và có bộ nhớ trong là 256GB nhé. Và nắp lưng màu xanh nhưng mà em đổi thành màu trắng rồi. Đấy, thì trước tiên là sẽ test ngoại hình cho các bác xem nhé. Thì cái nắp lưng này em còn chưa gắn vào nhé các bác. Thì bảo đảm cho các bác là nắp lưng này nó là màu trắng và nó là mới tinh nha các bác, tại em mới đặt về luôn. Và cả cái cụm kính cam này cũng thế, cũng là cái kính cam mới tinh luôn nhé, em cũng mới đặt theo cái lưng này luôn đó, cho nên các bác cứ yên tâm, cái lắp lưng này không xước một tí nào nhé, cả kính cam cũng thế, không xước một tí nào đấy, cho nên các bác cứ yên tâm nhé. Em sẽ phải dán lại cái lắp lưng này, à quên, cái cam này, tại vì em không muốn nó bị xước đó, có bụi các bạn. Đấy, thì cái miếng dán của nó hồi xưa nó như vậy. Đó, thì các bác yên tâm nhé, lưng mới, kính cam mới đó. Còn các bác nào thích cái kính cam cũ cũng được, cái kính cam cũ nó hơi xước tí em vứt đâu rồi ấy. Nếu mà các bác thích thì em sẽ gửi luôn cho cái kính cam cũ nữa. Đấy, rồi ok, cái lưng bỏ ra chỗ khác nhé. Đây, thì cái con này em cũng tháo ra rồi để em kiểm tra xem là main các thứ của nó có phải là bản zin không, có dựng hay sửa chữa gì không. Thì cái clip ấy, nó sẽ rất là dài và em sẽ tháo cái máy ra ở cuối clip nhé. Các bác nào thích xem check con máy này thì em sẽ tháo máy ở cuối clip nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ test cái ngoại hình và chức năng cho bác xem nhé. Đấy, trước tiên là cái cạnh dưới này. Thì đương nhiên con này nó là cái bản phiên hơi bản đặc biệt cho nên là nó không được đẹp. Ở đây, trước tiên là cái cạnh dưới, thì cạnh dưới cổng sạc lại rất là đẹp nhé. Cổng sạc thì lại chưa xước thế nào. Cổng 3.5 quốc tế chưa xước thế nào luôn nha các bác. Cổng à quên, cái lỗ loạn thế không xước thế nào, nhưng mà nó bị một vết cấn ở đây. Đây, để em lấy cái bút chỉ cho nó dễ. Đây các bác, nó bị một vết móp móp ở đây. Đấy, nhìn ở đây nhá. Đây nữa này. Cái chỗ viền CNC này cũng bị cấn này. Nói chung là nó hơi bị mài mài đấy, chứ không biết các bác nhìn thấy không nhỉ, ở góc này. Đấy, đây đấy, đấy. Đấy, nói chung là có xấu. Đây, bên góc này cũng thế, góc này cũng hơi xước này, nó hơi khó nhìn. Đây, đây, đây. Wow, khó nhìn quá nhỉ. Ôi, ôi, sao nó cứ loa loa rồi gì ạ, ánh điện hơi sáng các bạn. Đấy, nói chung là nó có xước một chấm nhỏ nhỏ, nó cũng xíu ở đây này. Đấy, rồi thì đây là cạnh trái. Cạnh trái thì đây nó cũng có chấm răm răm ở chỗ này, có nào thì em nói thế luôn. Đây, đây này, đây nữa này. Đấy, còn trên này thì các đụ bấm thì lại ngon, chỗ trên này các đụ bấm thì không xước tí nào nha các bác. Đấy, và tiếp theo lên tiếp thì cái cạnh góc này nó cũng cũng bỡ cũng xấu nhá. Đây, cấn này, đây cần một cái cấn to đùng ở chỗ này. Đây, đó các bác. Đấy, rồi tiếp theo là cạnh trên. Cạnh trên này thì ok, khai sim còn ngon nhé, khai sim này chưa xước và chưa gãy gì nhá. Rồi, cái góc này cũng bị hơi lõm lõm một tí chỗ này. Đây, cái vết nọ này thì hơi bé, các bác có thể không nhìn thấy. Đây chỗ này. Rồi, ở đây là cạnh phải. Cạnh phải thì ngon các bạn, cạnh phải thì lại khá là mới, không bị sao. Đấy, thì nói chung là cái khung của con này thì là em thấy là nó xấu, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được nhé, không đến nỗi nát bét nhé các bác. Đấy, nói chung là xấu. Các bác về dùng ốp hoặc là dùng cái màn hình phụ. Đây, quên chưa nói đấy, từ nãy này em test mà em chưa nói là cái máy này em sẽ bán kèm cái màn hình phụ nhé, bán kèm cái màn hình phụ này nhá. Và cái màn hình phụ này tí nữa nó như nào em sẽ test cho các bác luôn nhé, tại vì bây giờ em đang test con máy đã quên đấy, chưa nói cái màn hình phụ.
và có chấu sạc phụ luôn nha các bác. Đấy, có chấu nam châm đây. Đó, có chấu nam châm luôn. Đây, em sẽ lau cái màn hình đi. Nó sạch sạch chút. Thì cái màn hình này này, đương nhiên là nó sẽ phải có sức lốp mèo rồi, không thể tránh khỏi được. Cái mặt lưng, à quên, cái khung nó như thế thì mặt kính làm sao mà có thể là nét được đúng không? Nhưng mà được cái là nó vẫn còn khá là mới nha các bác. Đương nhiên là có sức lốp mèo đây. Đấy, các bác thấy không? Đó, nó có sức lốp mèo nhưng mà không bị vỡ, không bị xước vết xước nào lớn quá, không bị sao, đúng là không không đến nỗi nó quá là xấu ấy, nhưng mà không được nó đẹp. Thì nó ở mức, em thấy nó là mức trung bình khá nhé. Nói chung em đánh giá là cái mặt kính này còn khá là đẹp. Nếu như các bác dán cái cực lực lên nữa thì càng ngon, càng ngon ngon luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn kỹ nào. Cái vết loá loá này là vết bẩn chưa lau sạch thôi. Đấy, các bác quan trọng cái màn hình thì các bác cứ xem thôi. Đấy, nói chung là nó có phẩy phẩy chỗ này này đấy, nhưng mà nó bé thôi. Đó. Đó, và màn hình của con này còn đẹp nhé. Tí em sẽ test, nhưng mà thôi em test luôn cái màn hình cho các bác xem. Là cái con này là cái màn hình của nó là nó hơi ngả vàng một chút nhé. Đấy, em nói phải nói chính xác là nó như vậy. Có như nào em nói như thế, tại vì các bác về các nhiều bác mắt rất là tinh, có thể kết tinh hơn em mà em không nói thì các bác này bảo em lừa thì không không đúng. Nhưng mà đúng là cái màn hình của cái này nó hơi ngả vàng ở ở cái rìa hai chỗ này này. Đấy, hơi hơi thôi nha các bác, phải nói là rất là hơi hơi luôn ý. Tại vì em nhìn thấy thì em có nói, tại vì em biết là có những cái bác rất mắt rất là tinh, có thể tinh hơn em nữa. Các bác rất là khó tính thì sợ các bác về mua về các bác lại bảo là sao nó vàng nhỏ nhỏ này mà không nói như lừa các bác ấy, thì đấy em nói luôn đấy, nó như vậy nhé. Nhưng mà cái việc vàng như này này, hơi hơi vàng vàng như này, em đánh giá nó là chả sao cả nhé. Thực sự là em bán rất nhiều con máy V60 rồi, nó như nó vàng như này nó quá bình thường luôn ấy. Nhiều con máy mới tinh luôn nó cũng thế luôn đấy, cho nên các bác tùy các bác nghĩ thôi, các bác phải không ưng. Nhưng mà em sẽ nói thẳng là cái việc vàng này nó không ảnh hưởng gì, và nó em coi như thế nó không phải là việc mà lỗi màn hình nhé. Đấy, rồi ok, thì em sẽ test tiếp. Rồi, cái ngoại hình thì các bác thấy rồi đấy, giờ sẽ test chức năng nha các bác. Đấy, cho các bác xem. Trước tiên là cắm cái máy tính. Đây, máy tính nhận bình thường nhé. Rồi, cắm cái cái DRM Info của con này nó là L3 nha các bác. Đấy, L3 nhé. Cắm cái jack tai nghe đây. Đấy, nhận 50 ohm bình thường nhé. Đấy. Đang nói về cái 50 ohm này bình thường thì em có một khách hàng phải nói là siêu khó tính, đó là em test cái jack tai nghe này rồi mà bác ấy còn yêu cầu em là phải cắm tai nghe thực tế nghe xem nó có ra tiếng không mới chịu cơ. Đấy thì đúng là cũng rất là cao thủ. Thực ra là em test rồi em không muốn cắm đâu, em chỉ muốn cắm cái này này để biết là các bác là cái bên LG nó có cái việc mà nhận cái tai nghe mà có trở kháng trên 50 ohm ấy, thì nó sẽ hiển thị là 50 ohm. Đấy thì em phải test cái đấy để cho các bác biết là cái tai nghe nó nhận bình thường. Và cái việc mà cắm tai nghe vào nữa thì càng tốt thôi, nhưng mà em đã cắm rồi các bác không phải lo. Rồi ok. Còn tiếp theo là cái gì nhỉ? Đây, tiếp theo em sẽ test cái email cho các bác nhé. Đây, dấu vân tay còn bình thường nhé, dấu vân tay còn nhé. Đây. Test cái email đây. Thì đây, cái email của con này đây, em đã test rồi. Đây em sẽ show cho các bác. Đây các bạn. Đây nhá. Em đã test ở đây rồi. Và cái số email, cái số series nó trùng hoàn toàn nhé. Và đây là bản T-Mobile nhé. Đó. Ok. Rồi, em sẽ cắm cái sạc và sẽ để cái sạc ở đây xem nó có lên phần trăm pin không nhé các bác. Thì cái củ sạc em đang dùng này này, nó vẫn chỉ là cái củ Samsung 18W thôi nhé. Đấy, và có sạc nhanh. Nhận chưa nhỉ? Nó xong cái nhạc nhanh. Đây, đặt rồi xem nào. Đây, bình thường. Đây, sao này, đồ này lại không sạc nhanh nhỉ? À, tại vì em cắm chưa sạch, chưa chưa chắc chắn thôi. Nó mới sạc nhanh bình thường. Rồi, đây nhá, vẫn là sạc nhanh bình thường nhá. Bây giờ nó là 69% nhá, 69% pin. Đây các bác, 69% pin, và giờ em sẽ test tất cả các chức năng. Thì trước tiên nó là cái wifi này, nhận bình thường nhá các bác. Wifi nhận bình thường này. Anh tắt cái wifi đi này. Đây, nhận 4G bình thường nha các bác. Nghe gọi cho các bác luôn. Cái clip nó sẽ hơi dài nha các bác chịu khó theo dõi thôi. Cái này em
Em nó là máy dựng mà. Thực sự nói chung là dựng là đúng rồi. Tiệm cận bình thường nhé. Cho nên là phải test tất cả các chức năng cho nó kỹ càng để các bác biết. Ok. À quên, vẫn phải cắm cái nhạc quên. Rồi. Em sẽ vào hẳn cái phần bên trong. Đấy, T3 thì nó mới dùng được lệnh này nhá, còn ví dụ bản version thì nó không dùng được lệnh này đâu. Rồi. Trước tiên là test mấy cái cảm biến tiệm cận này. Ánh sáng này bình thường nhá. Đó, tôi bấm này. Cả độ bấm bình thường hết nha các bác. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh nhá. Rung rất mạnh luôn. Con quay hồi chuyện này bình thường nhá. Test bốn cái mic, cái bốn cái mic rất quan trọng nha các bác. Ok, mic dưới bình thường nhá. Mic trên chỗ này. Ok nhá, mic trên bình thường. Mic thứ ba ở cạnh hông này. Bình thường nha các bác. Rồi, mic thứ tư ở cái phần camera. Ok nha các bác. Đó, bốn cái mic này đều bình thường. Rồi. Cảm ứng. Thì nói chung là tất cả chức năng này em test rồi, em phải test lại cho các bác xem thôi. Cảm ứng bình thường hết nhé các bác. Rồi. Còn cái gì nữa nhỉ? Camera đã thì tí ra ngoài em test thì cái con này là em sẽ không làm áp suất nhé. Em không muốn dựng áp suất tại vì đằng nào em tháo con máy rồi, các bác cũng biết hết con máy rồi, em không làm áp suất được. Tốn thêm tiền thôi, không giải quyết được cái gì. Rồi. Test cái bị info này. Đấy thì cái bit info con này IMVL bằng 0 nhé, và có nguyên cái dòng gen màu đỏ như này này, thì theo lý thuyết ấy, theo lý thuyết thôi nhé, là có thể độ được hai sim, nên là theo lý thuyết, nhưng mà thực tế ra thì là không thể độ được, tại vì theo các bác làm phần mềm là nó không có bản ROM hai sim, sẽ đến là bó tay, không thể làm gì được. Với đối với những bản mà có IMVL bằng 0 và có dòng gen màu đỏ như này thì là theo lý thuyết thì là có thể độ được hai sim, nhưng mà trên V60 thì hoàn toàn không độ được nha các bác. Đấy. Rồi. Pin này, pin thì các bác khỏi phải quan tâm tại vì em đã tháo cái pin rồi nên cái chu kỳ pin nó sẽ về không thôi. Rồi. Đây, cái là cái màn hình đây. Đây, thực sự đây, như nãy như lúc đầu clip em có nói là nó hơi vàng vàng ở cái khu này. Ở khu trên này này. Đấy, nhưng mà các bác nhìn có thể nhìn qua clip hoàn toàn các bác không thể thấy được. Chắc chắn một điều là các bác không thể thấy được nhé. Em nói thì các bác mới biết thôi. Đấy, nhưng mà em nói đã có tại vì em đã bị một trường hợp là em chọn một cái máy quá là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn để gửi cho một người quen, nhưng mà bác ấy chê là màn hình nó hơi vàng vàng như thế, dẫn đến là bác ấy trả máy về. Đấy nên là nó rất mất thời gian và tiền bạc. Đấy, nói chung là ngoài. Rồi, nói chung con này các bác yên tâm nhé, coi như là em phải nói là con này không phải là coi, mà nó là màn hình nó bình thường, không bị ảm ố, không bị lưu ảnh gì nhé. Rồi, có gì test ngoài này được không? Taxi check đây, đang cái này để check cho vui thôi. Đó, và bây giờ em sẽ ra ngoài em check cái camera. Đấy thì camera con này bình thường hết nha các bác. Đấy, bình thường hết này. Rồi. Ok các bác, đấy thì camera bình thường hết và em sẽ cho các bác xem cái phần trăm pin. Thì lúc nãy em cắm với nó là 69 đúng không? Bây giờ nó là 71 rồi thì nó lên pin bình thường nhé. Và em cũng nói luôn là cái con V60 ấy, nó hay bị lỗi cái cổng sạc ấy. Cho nên là em thời gian trước đây em bán cái con V60 này là bản máy một máy trần ấy, không có phụ kiện, không kèm theo, không có sạc cáp ấy. Dẫn đến về nhà các bác dùng những cái bản những cái cọng sạc rồi cả cái củ nữa của các bác cũ ấy, thì đa số là những cái bác về dùng chỉ biết dùng thôi ấy, không biết vệ sinh rồi các thứ, là các bác rất là chật vật vì cái việc mà các bác cứ mua máy em về xong rồi các bác bảo là không sạc được, không vào được, thì cũng hướng dẫn các bác là vệ sinh cái này này, vệ sinh cái đầu sạc này, rồi nếu mà không vệ sinh không được thì bóp cái đầu sạc này lại một tí cho nó bẹp vào, cho nó khít đi. Đấy, nhưng mà các bác vẫn làm mà không được, và các bác hoàn toàn ví dụ không có cái lọ RB7 này này. Đấy, cái lọ RB7 này ở ngoài tiệm cơm kim khí rất là nhiều, các bác mua mấy chục nghìn thôi về có thể dùng cho
Vệ sinh cái này rồi vệ sinh những cái khác nữa rất là tiện ích nhưng mà các bác không có, cho nên là về rất là khó đấy. Cho nên là những cái máy gần đây em cũng 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 muốn là đặt cái bộ sạc về để mà bán cho các bác kèm theo, để mục đích các bác về sử dụng phát là sử dụng được luôn, nó không phải mất thời gian đi sửa cái lỗi lỏng chân sạc cái thứ cũng rất là khó đấy. Thì em đang bán một cái bộ bộ sạc của Samsung này này đây. Đây, các bác có thể thấy đây, các bác tùy các bác thôi, các bác đánh giá cái củ này là ngon hay xịn thì em cũng không biết. Thì em vấn đề là củ này là củ 25W và em dùng rồi, dùng trên V60 rồi, em test rồi là nó sạc bình thường ok đấy. À, quên test luôn cho các bác luôn nhé, cho các bác khỏi phải bảo là em nói điều cắm luôn đây. Đấy, sạc bình thường nhé, sạc nhanh bình thường nhé. Đấy, và test luôn cái bên trong nó báo gì. Đấy. Đấy, chờ tí xem nó nhận gì, nhận như nào. Đấy, thì con này nó chỉ nhận là sạc nhanh 3.0 thôi nhá, không có PD. Đấy, không có PD. Đấy thì em sẽ tìm một cái củ PD ở mà đây không có tụ củ PD nào. À đây, em có một cái củ của Apple đây, có PD đây. Nhưng mà PD này PD 2. Ồ, nó không nhận à? Hơi lạ nhỉ. À đây, em nhận đây. Đấy thì cái củ của Apple cái này PD chỉ PD 2 thôi. Đó. Còn con này thì lại không có PD. Dẫn đến nó không được ngon, thì đây em thấy là nó không được ngon bằng cái củ có PD nhé các bác. Đấy, con này chỉ có quick sạc 3.0 thôi. Đấy rồi ok, thì vấn đề là nó vẫn sạc bình thường nhé, đang 71% nhé. Em sẽ cứ để cắm nó một thời gian nữa xem nó có lên bình thường không. Đấy. Và trong quá trình đó thì em sẽ test một số thứ nữa. Ồ, mà còn gì đâu mà test nữa các bác. Đó. Camera test rồi. Đấy thì bây giờ em sẽ đợi nó một chút nữa nhé, đợi nó một chút nữa, và trong thời gian đợi đấy thì em sẽ tháo cái ốc này ra, tháo ốc này ra để em sẽ cho các bác biết được. À quên, còn thời gian mà đây đây đây, đây. Em quên lại chưa chưa nói với các bác là em sẽ phải test cái đây, nó lên phần trăm pin rồi nha các bác. Đây 72 rồi này, đấy, chứ em không phải test nữa, quên đấy. Đấy thì em sẽ cắm cái màn hình phụ vào để em test, thì chưa 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 cần cái lắp lưng luôn nhé, cắm luôn trực tiếp vào luôn. Bật màn hình phụ lên, đây lên bình thường nha các bác. Đây thì cái màn hình phụ này này, cái màn hình phụ này nhá, để em lau đi phát là nó còn khá là mới luôn nhá, màn hình phụ này còn rất là đẹp, không không am ố hay là xước quá nhiều, nói chung là còn ngon. Đây các bác, để em lau rồi đây, các bác có thể nhìn thấy cái màn hình phụ này còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, nó còn rất là đẹp luôn, không am ố gì nhá. Đấy, nó qua ánh điện thì các bác hơi khó nhìn thôi, nhưng mà bảo đảm cho bác là cái màn hình phụ này còn đẹp đấy. Nhưng mà nó có một nhược điểm, nó là như này đây, nó như này đấy, bên màn hình phụ bên trong này thì hiển thị bình thường, không vấn đề gì nha các bác, hiển thị bình thường không vấn đề gì nhá. Nhưng mà cái màn ngoài này này, con V60 nó một có một cái màn hình phụ bé bé ở ngoài này nữa, bé bé ở đây để mà hiển thị thông báo rồi tùm lum các thứ ở trong này, nhưng mà cái bên ngoài này, này nó bị hỏng rồi, và em cũng đã từng tháo cái này ra rồi, tháo cái mặt trước này ra này, mặt trước ra để xem mà cái màn hình phụ nó bị làm sao. Thì tháo ra, khi mà tháo ra thì em thấy là bên cái màn hình phụ nhỏ bên trong này nó bị vỡ rồi, dẫn đến là nó không hoạt định, không hoạt động được nữa. Và em cũng có đã từng hỏi các bác làm linh kiện ý, xem là có màn hình phụ này để thay thế không, thì ở Việt Nam mình chả có cả, cho nên là chịu các bạn. Đấy thì coi như ngoài này nó trống trơn không có gì cả, và chỗ này nó bị nứt tí nha các bác. Đây à, nứt một tí nhưng mà nó chả ảnh hưởng gì đâu, đối chứ màn hình phụ ngoài này thì nó hơi xước. Đấy, cũng sâu luôn cho các bác, tại vì cái màn hình phụ con V60 này nó hiếm quá, dẫn đến là chả ai có linh kiện cả. Và bây giờ muốn mua, các bác mua muốn mua một cái hành phụ cũng rất là khó nha các bác. Đây con này thì ở bên ngoài nó hơi xước một chút nhá. Đó. Đó, cái nào thì em nói thì đây thôi. Rồi ok, tiếp theo là cái chấu sạc. Đây có chấu sạc bình thường nha các bác. Đấy.
Tự giật cả mình nó động cái gì. Trên cặp sạc mà không nhận à? Không hiểu. Rồi. Ồ, sao cắm sạc mà không nhận sạc nhỉ? Có vấn đề gì không? À rồi. Hình như cái kết nối bảng phụ này đang có vấn đề ấy. Em vệ sinh lại cũng là vệ sinh lại là nó được thôi. Thì đây, vẫn sạc nhanh bình thường nha, đang 71%. Đấy, thì các bác phải rút ra này. Đấy. Đấy, cứ chám phải là cái bình phụ này nó có vấn đề. Đấy, nó hơi hơi của chuối tí. Là phải bật lại này. Hay là chức năng nó thế em cũng không rõ, lâu rồi không dùng thì không rõ. Hình như chức năng nó thế. Rồi, ok, nói chung là nó cũng cũng bình thường thôi. Không vấn đề gì nha các bác, vẫn dùng bình thường nhé. Rồi, thì em cứ để cắm thế xem nó có lên sạc bình thường không nhé. Đấy thì nãy em có nói rồi đấy là cái màn hình phụ này nó vẫn bình thường và không bị ám ố gì cả. Đấy. Rồi, ok. Rất là đẹp. Đây, thì em sẽ show cái ngoại hình của cái màn hình phụ này cho bác xem nhé. Thôi, cảm ơn lúc này. Nó chắc chắn nó sẽ lên thôi. Đây, cái cạnh dưới đây. Còn rất là đẹp, màn hình phụ này em thấy nó còn rất là đẹp, không bị xước sát nhiều nhé. Chỗ sạc em vệ sinh mới này, sạch sẽ luôn. Đấy, cạnh này cũng thế, còn rất là đẹp. Gần như cũng chả xước sát gì luôn. Đó, cạnh trên này cũng thế này. Cạnh trên chỗ này có xước tí này. Chỗ này có xước tí nhưng mà mình nó không không thể không không quá đáng mấy đâu. Đây. Nói chung là còn khá mới. Đây và cạnh trái đây. Còn rất là đẹp, các phím bấm còn đẩy bình thường. Rồi, thì đây là cái cạnh sau đây. Cạnh sau cũng còn rất là đẹp nhé. Cái mặt lưng còn rất là đẹp. Đây, chả xước tí nào. Nó gần như không xước tí nào các bác, còn rất là đẹp luôn. Đấy, nói chung màn hình phụ này chỉ ngoài cái bị việc bị màn hình nhỏ này bị mất này, hơi nứt thế này thôi, còn lại thì là đẹp, em thấy là đáng dùng. Đấy. Ok. Đấy thì bây giờ em sẽ tháo con máy này ra cho các bác biết được xem là cái linh kiện nó như nào nhé. Clip nó rất là dài rồi, nhưng tuy nhiên các bác nào muốn xem đến muốn còn xem được đến đây thì rất là tốt. Các bác thì xem thôi. Đó. Rồi, tắt nguồn đi. Đấy, T-Mobile đàng hoàng nhé các bác. Ồ, nói chung tháo cái máy màn hình phụ này khó phết các bạn. Đang không có cái kính, quên nữa, nãy em đang là lắp sư cái ấy vào đây rồi. Lâu rồi không dùng cái màn hình phụ cho nên là rất là khó mở nó ra. À rồi. Đấy. Ok. Thì em đã tắt nguồn nó rồi. Sẽ mở con này ra. Ôi, clip nó quá là dài thì các bác hết sức thông cảm nhé. Rồi. À, cũng quên em chưa nói đến cái việc giá bán nhé. Thì cái con này em đang bán nó là giá là 4.8 củ nha các bác. Nếu mà các bác muốn kèm theo bộ sạc cáp kia nữa thì giá nó sẽ là 4 là 5 5 triệu nha các bác. Cái bộ sạc cáp em đang bán 200 nghìn mà. Đấy. Thì tùy các bác thôi, các bác không lấy bộ sạc cáp đấy thì giá nó sẽ là 4.8 củ nhá, kèm theo cái màn hình phụ kia nha các bác. Đấy, kèm theo cả cái màn hình phụ kia nhá. Ý là bộ này và cái màn hình phụ kia thì cái giá nó là 4.8 củ nhé. Nếu mà cả bộ sạc này nữa thì giá của nó sẽ là 5 triệu nha các bác. Đấy. Còn ốc nào được không? Nói chung là con này nó như thế là quá ngon rồi các bác không thể nào mà đòi hỏi nó hơn được nữa, và các bác không nhanh tay thì cũng mất thôi. À, như cái nãy vì nó bị nọc cái cáp này các bạn, nên mày nó hơi chập chờn. Thôi không sao. Chắc thế. Rồi. Ok các bác, thì đây.
Để sâu cho bác chính là cái bộ loa này. Đấy, loa ngoài của nó đây. Thì mấy cái bẩn ở chỗ em cũng đã vệ sinh sạch rồi nha các bác. Đấy, loa đất mới. Đây, cả cái bộ nơi oxy đây và sạc không dây. Còn rất là ngon. Đây. Đây, và cái viên pin này em cũng chưa gắn chặt nha các bác. Cái viên pin này nó dễ mở lên lắm. Đấy, em cũng chưa gắn chặt. Nào em lắp ngon lành và em sẽ gắn chặt lại. Rồi. Tiếp theo vừa hết cái này ra. Tháo cái con V60 này là khá là khó nha các bác. Nó không đơn giản như con V50 đâu. Con V50 tháo rất đơn giản, con này tháo khá là khó. Nó có rất là nhiều cái socket. Còn gì nữa đây? Còn cái gì nữa? Nó còn cái rác ở đây các bác. Đấy, nhiều khi các bác cắm nó không chặt là nó hay bị lỏng. Đấy thì đây. Đây là cái main của cái con V60 này. Thì các bác yên tâm nhé, tất cả em đã kiểm tra rồi. Những cái lồng sắp ở trong này này là nó còn nguyên vẹn với nguyên vẹn hết nhé, chưa bị sửa chữa cái gì cả. Đấy, cái bên này cũng thế. Còn khá là đẹp, phải là rất đẹp luôn này. Đây có những vết bẩn ở đây, hôm trước cũng có vết bẩn nhưng mà em vệ sinh của nó mà nó chẳng hết, nó vẫn còn hơi bẩn bẩn. Thì ok. À, yên tâm nha các bác, cái main này thì còn zin, chưa bị sửa chữa gì. Rồi, và đây là cái phần bên dưới. Đây các bác có thể thấy này, miếng tản nhiệt vẫn còn nhá. Con loa trên của con V60 này, đây các bác này nó rất hầm hố này, to hơn hẳn những con đời trước nha các bác. Cho nên là cái chất lượng của loa ngoài con V60 giờ nó đang là ngon nhất của nhà LG nha các bác. Đấy và đây này, các bác tranh thủ việc mà em đã tháo này ra rồi thì em sẽ nói với các bác là tại sao cái chân sạc của con V60 nó hay bị lỏng và khó fix như thế. Tại vì đây các bác này, nó cấu tạo nó đã khác như kia rồi, và chỗ này này. Và chỗ này này, nó gần ngay cái đây gọi là cái cảm biến vân tay các bác đây. À, cảm biến vân tay này. Đấy dẫn đến là nó khá là nhạy cảm ấy các bác. Đấy không may các bác làm là nó hay chết vân tay hoặc là nó tùm lum lắm, nên cũng khá là em thấy ở Việt Nam mình mới hiện tại mới có một hai chỗ fix được cái lỗi vân tay này thôi, và giá đang tầm khoảng 300 400 nghìn gì đấy. À, thì sẽ fix được nhưng mà nó khó nhá, em cũng không làm được tại vì em cũng không phải là thợ chuyên nghiệp. À, đấy cho nên là các bác hết sức thông cảm là nếu như mà có cái lỗi lọc chân sạc thì các bác cứ bảo em để em giới thiệu chỗ fix cho. Đấy. Đây, các bác thấy không? Và một điều nữa là khi mà các bác muốn fix chân sạc ấy là các bác phải hình như là phải tháo cái pin này ra, em cũng không nhớ nhầm là cái này có tháo được không, tại vì em thấy nó rất là chắc chắn đấy. Cái phần này này, cái phần cụm cụm sạc của con V60 này này, nó rất là chắc chắn cho nên là em cũng không dám tháo ra. Đấy, em tháo ra thì sợ là nó hỏng luôn cái bộ sạc này, thì bộ bộ sạc đầu vào này này thì em không có linh kiện thì khỏi thay luôn. Thế đấy cho nên là em cũng không dám tháo ra vì em đã thử rồi, em thử nhấc cái cáp này ra rồi. Sau đó định nhấc cái này ra nữa, nhấc cái main màu xanh xanh này ra nữa này. Nhưng mà em thấy là nó chắc lắm, chắc phải khò ra thôi thì nó mới ra được, cho nên em không dám nhấc ra. Và nếu mà nhấc ra thì sợ khò nó hỏng mấy cái linh kiện này thì càng chết. Cho nên là thôi. Muốn fix triệt để lắm nhưng mà như thế nó rất mạo hiểm. Cho nên em không không làm. Bác nào mà muốn sau này cứ cứ dùng đi, sau này mà nó đến đến cái thời điểm mà nó hỏng rồi ấy, nó không thể dùng được nữa ấy, thì hoàn toàn các bác có thể gửi đi thợ để mà fix chân sạc, hoặc là các bác có thể dùng sạc không dây nhé. Và hơn nữa là cái con này nó có mành phụ, mà nếu các dùng thường xuyên cái mành phụ thì các bác cũng rất là ngon, không cần phải cắm sạc luôn đấy. Rồi ok các bác, thì đấy là toàn bộ cái nội thất của con máy này. Thì yên tâm các bác cứ dùng con máy này, nó là rất là ngon rồi, nó có bộ nhớ trong 256 và linh kiện của nó rất là ngon ngon đấy, các bác yên tâm mà dùng nhé. Rồi ok, chào các bác.